Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với bảo hộ xe máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt xin phép được review, nhưng mà giờ không biết là review cái gì. Thì theo anh em Tài Đạt nên review cái áo, review cái ba lô này, hay review cái xe này. Anh em comment bên dưới nha. Tài Đạt xin phép review cái ba lô này nha. Ba lô này ngoài là đựng đồ, nó còn có một tính năng rất đặc biệt. Đối với anh em biết nó là gì? Thì như anh em thấy đó, kết cấu của ba lô được thiết kế cứng để chi? Để bảo hộ an toàn cho anh em. Ngoài ra nó có tính kháng nước nhẹ, giúp anh em đi trời mưa buồn, mưa nhẹ sẽ không bị nước vô. Nhưng mà nhớ là nhẹ nha, nhẹ như chiếc xe này, mưa nhẹ nha anh em. Ba lô này chính hãng của NLS2, có dung tích là 50 lít, là khi mở rộng nha anh em. Ngoài ra anh em có thể thu gọn nó bằng những cái khóa kéo dọc theo như thế này đó. Dây quai chắc chắn giống như tình cảm của Tài Đạt với anh em vậy á, lúc nào cũng bền chắc như keo sơn. Anh em cần hỗ trợ sản phẩm cứ liên hệ Tài Đạt. Anh thấy động hơi xương không? Nó là rất nóng nha, nhưng ba lô này thì rất thông thoáng nha. Em tưởng ba lô này để đi chơi, để làm racing boy, nhưng không phải. Ba lô này được dùng để đi học nha anh em. Anh em biết tại sao ba lô này để đi học không? Tại vì trong ba lô này có ngăn đựng laptop. Điều mà Tài Đạt thích thú nhất với cái ba lô này không phải vì nó đẹp, không phải vì nó bảo vệ lưng cho anh em, không phải vì nó có cái dây phản quang như thế này, mà tại vì nó giấu kín. Đúng em, biết nó giấu kín cái gì? Giấu kín cái xoẹt vô tuy em mở cái ba lô này ra nha. Nên Tài Đạt hay gọi nó là ba lô chống cắt lông, mà là chống cướp. Em trà trộn vào nơi đông người, người ta có thể kéo xoẹt vô tuy dành cho anh em đi học ở làng đại học, nơi mà xe buýt xảy ra rất nhiều tai nạn, có phim hơi nhiều, có tài liệu hơi nhiều. Nhưng mà nó rất cần cho anh em, tại vì tìm dây khóa ở đâu mà móc cái này ra bao giờ? Không tìm được nha anh em. Cameraman lại kiếm dùm cái phát mô tia để lôi nó ra dùm. Đó, nên anh em đi như thế này. Vậy còn chờ gì nữa mà không đeo kính vào? Ba lô không dùng để đi học, không phải dùng để đi chơi, mà còn dùng để đi đua nha anh em. Giỡn thôi. Dùng nhiều tính năng đa năng LS2. Mua đây nè anh em, LS2 Store Việt Nam.